Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, trước những diễn biến phức tạp của an ninh chính trị thế giới, việc tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu là một việc mang tính cấp thiết và trong nhiều năm nay, Đảng và Chính phủ ta đã có những đường hướng đúng đắn cho việc phát triển nền an ninh quốc phòng, trong đó vừa nâng cao năng lực về mặt con người, bên cạnh đó cũng chú trọng hơn trong việc triển khai các trang vũ khí thiết bị hiện đại. Ngày hôm nay, trong video này, chúng mình muốn nhắc đến những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và T-90SK được bổ sung để hoàn thiện vũ khí khí tài cho lực lượng tăng thiết giáp. Đây được coi là cú đấm thép của lục quân Việt Nam. Vậy uy lực cũng như khả năng tác chiến của những chiếc xe tăng này như thế nào? Tại sao lại có thể khiến cho Trung Quốc e dè đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, sau nhiều năm đồn đoán và mong đợi thì cuối cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã đưa ra quyết định ký vào hợp đồng mua 64 chiếc xe tải T-90 của Nga, phiên bản xuất khẩu T-90S và phiên bản chỉ huy T-90SK. Những chiếc xe tăng thuộc top đầu về độ hiện đại trên thế giới. Được biết, bản hợp đồng được ký vào năm 2016, sau đó vào giữa năm 2020 đã chính thức hoàn thành công tác bàn giao đầy đủ, sớm hơn khoảng 6 tháng so với dự kiến ban đầu. Ngay sau khi vào biên chế, thì T-90SK đã trở thành một trong số những vũ khí tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và của lực lượng tăng thiết giáp nói riêng. Trong bảng đánh giá sức mạnh các phương tiện chiến đấu bọc thép của Việt Nam, T-90 hiện đang đứng ở vị trí đầu bảng. Sau đây là những thông số chi tiết về dòng xe tăng này. Tăng T-90S có khối lượng 46,5 tấn, chiều dài là 6,86 m. Nếu tính cả chiều dài pháo tăng sẽ là 9,53 m, chiều ngang là 2,49 m và cao 2,6 m. Di chuyển trên đường bộ, xe có tốc độ tối đa là 60 km/h, tầm hoạt động 550 km, vận hành với tổ lái gồm 3 người. Xe được trang bị một động cơ diesel từ 840 đến 1.200 mã lực. Máy điều hòa không khí, đây là một trong những tính năng nổi bật mà không phải xe tăng nào cũng có. Trang bị này được cho là vô cùng phù hợp với khí hậu vùng nhiệt đới hoặc nóng. Nó sẽ hỗ trợ đắc lực, giúp kíp lái không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trong quá trình chiến đấu như kíp lái xe tăng T-54, 55 hay là T-59 trước đây. Vũ khí chính bao gồm một pháo nòng trơn 125mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng, một súng máy đồng trục trong tháp pháo loại 7,62mm, một súng máy 12,7mm có thể điều khiển từ xa và 8 ống phóng đạn khói dùng để ngụy trang. Xe còn có hệ thống điều khiển ngắm bắn bằng laser, hệ thống tự nạp đạn pháo 7-8 viên một phút, hệ thống áp chế điện tử Storia còn được hiểu là đèn hồng ngoại dùng để chống tên lửa điều khiển bằng laser. Xe có khả năng vượt hào rộng 2,85 m, băng qua những chướng ngại vật cao 1 m. Hệ thống thông hơi cho phép lặn dưới nước từ 1,2 đến 5 m. Còn về T-90SK, đây là một biến thể sửa đổi, được nhà thiết kế phục vụ cho nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát các đơn vị cấp dưới, phù hợp để hoạt động độc lập cho tới tác chiến theo đội hình, khác với T-90S. T-90SK còn có thêm hệ thống liên lạc radio R168-100K BHF, lắp bản PAB 2m và thiết bị dẫn đường TNA-43 sử dụng cho quá trình xác định góc hướng trong điều kiện quan sát kém hoặc hoàn toàn không có mốc quan sát. Ngoài những thành phần trên, T-90SK gần như tương đồng với T-90S từ vũ khí, động cơ, thiết bị điện tử, giáp bảo vệ cho tới bộ dụng cụ để lội nước. Thông thường thì mỗi đại đội tăng sẽ chỉ có duy nhất một chỉ huy trong đội hình chiến thuật, khác với mẫu sử dụng trong nước. Những chiếc xe tăng T-90 xuất khẩu còn có các thành phần điện tử mới nhất nằm bên trong hệ thống điều khiển hỏa lực của T-14 Armata, bao gồm hệ thống phát hiện, theo dõi mục tiêu hoàn toàn tự động ASJ cùng với các đơn vị máy tính nâng cấp, cung cấp cho xe khả năng tiêu diệt đối phương chỉ đúng bằng một phát bắn với độ chính xác tuyệt đối, thậm chí trong điều kiện tầm nhìn bằng không. ASJ giúp người điều khiển thao tác vô cùng đơn giản, nó sẽ chủ động độc lập theo dõi sát xe tăng đối phương, kiểm soát từ hướng quay của tháp pháo đến góc nâng hạng của khẩu pháo chính. Trong khi đó thì các đơn vị máy tính nâng cấp sẽ phân tích và đưa ra những phương án khác nhau từ tốc độ, hướng chuyển động,
tình trạng của nòng pháo cho tới điều kiện thời tiết, từ đó tính toán chính xác các thông số tối ưu nhất nhằm đảm bảo bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đạn đầu tiên. Ngoài ra, T-90S còn có một hệ thống lập trình đạn khiến cho đạn nổ phá mảnh, tăng hiệu quả, tiêu diệt mục tiêu ẩn nấp sau những vật cản. Đây được đánh giá là một tính năng cực kỳ cao cấp mà không nhiều dòng xe tăng chủ lực có được. Tiếp tục là một trong những khả năng nổi bật nhất của xe tăng T-90SK cần phải nhấn mạnh tới, đó là phòng thủ tốt trước mối đe dọa từ các tên lửa chống tăng dẫn đường. Bởi lẽ ở cả hai biến thể T-90S và T-90SK, thì ngoài hệ thống giáp bảo vệ cơ bản và giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Contact 5, những chiếc xe tăng này đều được trang bị thêm đèn nhiễu OTSU-17 thuộc hệ thống phòng vệ chủ động Stora 1. Bộ ba này kết hợp với cơ bản sẽ tạo ra sau một hệ thống bảo vệ gồm 3 tầng cho những chiếc tăng T-90S, SK khi trực tiếp tham chiến trên mặt trận. Khi hệ thống giáp phản ứng nổ và giáp hỗn hợp không thực sự đủ mạnh để bảo vệ xe tăng, thì hệ thống phòng vệ chủ động Stora 1 chính là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao khả năng sống sót của xe tăng trên những chiến trường hiện đại. Bản thân hệ thống phòng vệ chủ động Stora hoạt động theo nguyên lý đánh chặn từ xa, các loại tên lửa chống tăng dẫn đường sử dụng đầu dẫn ở đuôi đạn, giúp hệ thống dẫn đường nằm ở bệ phóng sẽ theo dõi tín hiệu của đèn, xác định vị trí của tên lửa so với bệ dẫn để thông qua đó đưa ra mệnh lệnh đến tên lửa. Đèn nhiễu OTSU-17 hay còn gọi là đôi mắt đỏ của hệ thống Stora, khi phát hiện được nguy hại sẽ phát sóng trên một dải tần rất rộng 0,7 đến 2,7 km chèn lên tín hiệu từ phía đuôi tên lửa, khiến cho hệ thống dẫn đường bị mất phương hướng, sau đó chỉ huy đạn bay thẳng lên trời. Vậy là với việc có thêm hệ thống phòng vệ chủ động Stora, xe tăng của ta sẽ an toàn hơn trước các mối đe dọa từ tên lửa chống tăng. Tổng kết lại, với một hệ thống phòng vệ 3 tầng như chúng mình vừa chia sẻ, kết hợp cùng với sức mạnh hỏa lực từ pháo 125mm, sẽ giúp cho những chiếc xe tăng hiện đại của Việt Nam ta đạt được uy lực cao nhất trong dòng xe tăng T-90 với đầy đủ khả năng từ công đến thủ gần như toàn diện. Cũng chính bởi lẽ đó, T-90S-SK được coi là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực không chỉ có sức mạnh bậc nhất trong lực lượng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam mà còn trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á hiện nay. Không chỉ nhận được sự hài lòng từ phía Việt Nam mà hầu hết các chuyên gia quân sự nước ngoài cũng đều đánh giá cao các tính năng kỹ chiến thuật của dòng xe tăng này. Và thực tế, T-90 chính là một trong những ngôi sao của vũ khí Nga đã tỏa sáng trên chiến trường khốc liệt Syria. Cụ thể thì Nga đã đưa sang quốc gia Trung Đông này hàng chục chiếc xe tăng T-90 để thực chiến. Và kết quả cho thấy không ít lần T-90 dù đã bị trúng đạn, tên lửa chống tăng nhưng vẫn sống sót một cách diệu kỳ. Tất cả là nhờ hệ thống phòng hộ 3 lớp mà chúng mình vừa phân tích bên trên. Những kết quả đã đạt được ở Syria đã khiến cho T-90 trở thành một trong những loại vũ khí bán cực chạy của Nga. Không chỉ các quốc gia láng giềng của Syria thèm muốn, T-90 còn lọt vào mắt xanh của rất nhiều nước Tây Nam Á, Nam Mỹ hay là Đông Nam Á. Và minh chứng rõ nhất đó là bản hợp đồng của Việt Nam với 64 chiếc. Các bạn thân mến, sau khi nghe những thông tin trên thì các bạn thấy sức mạnh của T-90S, SK như thế nào? Có đáng để Trung Quốc phải dè chừng không ạ? Comment ngay bên dưới video chia sẻ quan điểm của mình nhé. Còn theo tin mới thì quả thực T-90SSK là cái tên chắc chắn sẽ khiến cho Trung Quốc phải e dè, thậm chí là có đôi phần hoang mang nữa. Từ trước tới nay thì các loại vũ khí trang bị quốc phòng của Việt Nam luôn được phía Trung Quốc rất quan tâm. Báo chí của họ thậm chí còn thường xuyên đem các loại vũ khí trang bị của ta để so sánh với Trung Quốc. Trong video này thì chúng ta sẽ thử so sánh xem so với T-90SK thì xe tăng chủ lực đang triển khai trong lực lượng tăng thiết giáp của Trung Quốc có gì hơn không nhé. Chai-99 là xe tăng chủ lực thế hệ thứ 3 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Theo như bình chọn được mạng công nghệ lục quân Mỹ đưa ra vào năm 2013 thì top 10 xe tăng mạnh nhất thế giới, T-90 được đánh giá là trên phân so với Chai-99. Trung Quốc quảng cáo T-99 là ông vua trên chiến trường của châu Á với nhiều tính năng ưu việt hội tụ từ các dòng tăng chiến của các cường quốc quân sự trên thế giới như Mỹ, Nga, Đức và Israel. Tuy nhiên thì giới chuyên gia quân sự lại đánh giá chiếc xe tăng này chỉ là nước con lai, không có điểm riêng biệt, thậm chí là còn nhiều khuyết điểm. Cụ thể, tổng khối lượng của T-99 lên tới 60 tấn với rất nhiều các trang bị lỉnh kỉnh, trọng lượng này là quá nặng so với các loại xe tăng hiện đại.
Bên cạnh đó, thì Trung Quốc còn trang bị pháo loại 152mm cho Type 99KM phiên bản mới nhất của xe tăng Type 99. Loại pháo này có khả năng bắn đạn động năng thế hệ mới và tên lửa điều khiển. Tuy nhiên, thì sự tham lam đã khiến cho Type 99KM càng trở nên nặng nề hơn với 75 tấn. Xét về tính cơ động, nó đã thua xa các đối thủ khác. Thêm nữa thì ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hiện nay vẫn đang bị đánh giá là kém xa so với các cường quốc như Đức, Mỹ, Nga về tác chế điện tử, những hệ thống tự hành cũng như là khả năng gây nhựa trên xe tăng. Loại giáp nổ được trang bị cho Type 99 là loại giáp nổ thế hệ 2, bao gồm một viên thuốc nổ đơn thuần đặt giữa hai lớp thép. So sánh với giáp Contact 5, giáp nổ thế hệ thứ 3 của Nga thì đã quá là lạc hậu. Chưa kể đến hiện nay, Type 99 vẫn hoạt động theo quy luật chiến đấu cũ là chạy, dừng, bắn. Trong khi đó, T-90 có sự khác biệt hơn cả, khi mà tiêu diệt được đối thủ ngay cả khi đang chạy với tốc độ cao. Điểm trừ cuối cùng của dòng xe tăng Type 99 khi so sánh với T-90 đó là không được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động. Điều này sẽ làm giảm uy lực rất nhiều trong quá trình tác chiến với đối thủ. Dù được Trung Quốc tung hô, thế nhưng thực tế là Type 99 hoàn toàn bị lép vế trước T-90. Đây là điều không phải bàn cãi. Đó cũng chính là lý do khiến cho Trung Quốc không thể không dè chừng với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như là lực lượng tăng thiết giáp nói riêng. Các bạn thân mến, việc Việt Nam mua xe tăng T-90S SK là một lựa chọn đúng đắn, là xu hướng tất yếu khi mà hiện nay lực lượng lục quân được xác định cần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, trang bị những vũ khí, thiết bị thế hệ mới, tân tiến nhất, mặc dù số lượng là chưa nhiều. Thế nhưng việc sở hữu xe tăng T-90S SK sẽ giúp lục quân Việt Nam lần đầu tiên được sở hữu một trong những dòng xe tăng hiện đại nhất thế giới hiện nay, tạo ra một bước thay đổi lớn về mặt chất, giúp cho lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam vươn lên vượt bậc so với nhiều nước trong khu vực, cũng như là có thể so sánh với nhiều quốc gia trên thế giới. Những chiếc xe tăng T-90S SK chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống xa quân là đánh thắng của binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam, là khiến cho Trung Quốc phải thận trọng hơn trong những hành động mang tính quân sự của mình. Các bạn thân mến, các bạn thì có suy nghĩ như thế nào? Comment chia sẻ quan điểm ngay dưới video này. Đồng thời, đừng quên cho chúng mình một like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh tin mới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.